Và đây là tuyến đường Sông Nhạn đi Dầu Giây nè anh chị nè, đi thẳng về hướng đó là đi về Dầu Giây đó. Còn đi ngược về hướng này là đi về Xuân Quế, Sông Nhạn là đi về hướng này. Đó. Thì do lô đất mình nó nằm ở vị trí là trong đây nè. Đó, đây trong miếng này, đường rất là rộng, rất là to nha anh chị nha. Đó, đi thẳng vô đây. Đi thẳng vô đây khoảng tầm 700 m thôi là tới đất của mình rồi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh thông tin bất động sản khu vực huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Rất vui được gặp lại quý anh chị khách hàng, quý nhà đầu tư cũng như là các bạn trong một video mới tiếp theo. Và quý anh chị mình đừng quên nhấn nút đăng ký kênh phía bên dưới để theo dõi những video mới nhất mà kênh thông tin nhà đất huyện Cẩm Mỹ vừa mới cập nhật. Thì ngày hôm nay thì em tiếp tục sẽ đi chia sẻ cũng như là đi giới thiệu đến anh chị một cái vườn sầu riêng 2 năm tuổi, sầu riêng Thái. Ngay tại vị trí mà em đang đứng đây là thuộc về xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Khu này là thuộc về ấp Suối Râm nha quý vị nha. Ấp Suối Râm, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Cái vườn này phải nói rằng là cái vườn sầu riêng này chỉ trồng độc nhất sầu riêng thôi, không xen lẫn một cây gì hết. Trồng khoảng cách rất là đều, rất là đẹp luôn. Cái vườn này được 2 năm tuổi rồi nha quý vị nha. Thêm 1 năm nữa là bắt đầu là cho bói rồi. Thì tổng diện tích của cái lô đất này á, là 10.000 m² là 1 mẫu đó anh chị. Tròn 1 mẫu chẵn luôn. Bề ngang 100 m, bề dài 100 m. Đó. Thì ở ngay cái tại vị trí này á, là cách đường nhựa Sông Nhạn đi Dầu Giây đó anh chị. Cái đường nhựa mà mới làm năm ngoái mới hoàn thành luôn á. Đó. Cái đường nhựa đó cách khoảng từ khoảng 500 đến 700 m gì thôi, rất là gần luôn, chưa tới cây số đâu anh chị. Thì bây giờ em đang quay ở phía ở trong vườn trước, rồi xong rồi em sẽ đi ra phía ở ngoài em quay cái đường cho anh chị mình cùng xem nha. Đây, sầu riêng đã được tỉa cành, cắt rất là đẹp mắt luôn. Cái vườn này phải nói rằng là đúng chuẩn luôn, được chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Đó, dưới gốc là có hệ thống bếp tưới phun tự động hết rồi. Đây cho anh chị mình xem cái hệ thống bếp tưới phun tự động ở dưới gốc cây sầu riêng này nha. Đây là sầu riêng Thái nè, sầu riêng ghép nè, rất là đẹp luôn. Đây. Đó, đây là cái hệ thống bếp tưới phun tự động của cái cây sầu riêng. Còn cây sầu riêng này là phải nói rằng là họ đang trồng với khoảng cách rất là đều nhau và được chăm sóc rất là kỹ lưỡng chứ không có bỏ bê như một số vườn sầu riêng khác. Đó, sầu riêng này chăm thêm 1 năm nữa là bắt đầu là cho thu hoạch, là cho trái rồi nha anh chị nha. Đây. Đó. Đây được tỉa cành, tỉa tán rất là đúng chuẩn, rất là đẹp mắt luôn. Thì ở đây mà phải nói rằng là hệ thống tưới thì đây là cái hệ thống tưới tiêu. Đây có điện nè. Đó, bật cầu dao lên là tưới thôi. Đây là giếng khoan. Giếng khoan này là xài thoải mái vi vu quanh năm luôn, không bao giờ sợ cạn. Đó, cơ bản là cái vườn này vuông vức bằng phẳng luôn anh chị. Phải nói rằng là đất ở Xuân Quế mà tìm một miếng đất mà vuông vắn mà bằng phẳng vậy thì rất là hiếm nha anh chị ha. Tại vì khoảng 70% diện tích đất của xã Xuân Quế là trồng cao su hết rồi. Còn lại những cái lô đất xấu là những đất chuyền hoặc là ven ở giữa cái bờ suối rồi đó. Nhà nước người ta không lấy là trồng cao su để cho dân người ta canh tác làm nông nghiệp. Nhưng mà cái lô đất này phải nói rằng là chắc thuộc dạng hàng hiếm đây. Nên, cho nên nó mới được bằng thẳng và vuông vắn như vậy đó anh chị. Ở đây thì vị trí thì phải nói rằng là rất là thuận tiện luôn. Đường xá thì ô tô đi vô tư thoải mái luôn. Thì bây giờ em quay ở trong trước nha, rồi anh chị mình cố gắng mình theo dõi. Và chút xíu á, là em sẽ đi ra ở trước, em sẽ quay cái đường vào cho anh chị mình cùng xem anh chị ha. Đường thì cơ bản á, là đường có điện nè, điện kéo ngoài kia vô. Đó, chung là điện tưới tiêu đó, điện sinh hoạt đó. Rồi lô đất này là cây lâu năm nha anh chị ha. Đây là vườn sầu riêng. Phải nói là cái vườn này mà về bỏ công thêm chăm thêm 1 năm nữa thôi là cho trái rồi, cho thu hoạch, cho bói rồi. Đó, em quay sơ qua cái vườn này. một vòng cho anh chị mình xem nha. Đó, trồng thẳng đều răm rắp luôn. Đó, đây. Rồi, bây giờ thì em sẽ tiếp tục, em sẽ ra trước để em quay cái đường cho anh chị mình cùng xem nha. Và cuối video em sẽ chia sẻ thêm cái vị trí của lô đất này trên Google Maps cho anh chị mình hình dung được. Từ đây cách thành phố là bao xa, cách Long Thành bao xa và cách là Dầu Giây là bao xa. Thì tiện thể đây em cũng xin nói luôn, cái lô đất này á, là cách thành phố Hồ Chí Minh á, là khoảng 65 đến 70 km thôi. Đó, 65 km thôi, đúng là như vậy luôn á, đi cao tốc về thành phố Hồ Chí Minh chưa tới 1 tiếng nữa là tới rồi. Từ đây mà đi ra ngay Dầu Giây á, ngay chỗ khu công nghiệp Dầu Giây á là khoảng từ 8 tới 10 km. Mà từ ngay vị trí xã Xuân Quế này mà đi về ngay chỗ sân bay quốc tế Long Thành á là khoảng từ 15 tới 20 km. Đó. Đây là vị trí rất là gần luôn. Sau này quy hoạch khu công nghiệp tại Xuân Quế rồi khu công nghiệp Sông Nhạn gì đó thì phải nói rằng là giá trị đất ở đây sẽ tăng lên rất là nhiều. Rồi, bây giờ em sẽ ra trước em quay cái đường cho anh chị mình cùng xem nha. Rồi thì tiếp tục em sẽ quay cái đường vào để cho anh chị mình hình dung được là cái đường xá nó như thế nào. Đường này thì khá là rộng luôn. Đó, từ ngay góc bên cái hàng lưới B40 này nè mà đi qua bên hàng lưới B40 này. Theo em đoán á, cái này nó khoảng tầm 4 mét hoặc là hơn 4 mét. Đó, đường này, cho nên cái đường này là hai xe hơi mình có thể tránh nhau được. Đó, đường nhìn rất là to nha, nhìn trên màn hình nhìn thấy vậy thôi chứ thực chất ở ngoài là to lắm. To hơn mấy cái đường bê tông nông thôn mà bữa giờ em hay đi quay nữa. Đó, rộng hơn cái đường bê tông nông thôn luôn anh chị. Rồi, bây giờ em sẽ đi tiếp hướng dẫn cho anh chị mình xem. Đây là cái ranh giới nè. Giờ ranh giới sao ta, cái mặt tiền này nó hơi dài luôn đó anh chị. Đó, nó từ ngay, nói chung cái miếng đất này á, là nó rào lưới B40 hết rồi. Nó là phân chia ranh giới rất là cụ thể rõ ràng rồi, chắc cũng không cần phải chỉ nhiều nữa. Nói chung á là nằm dưới đây nè. Đó, để xuống đây anh chị cho quay cho anh chị mình cùng xem nha. Đây. Đó, ranh giới là từ ngay chỗ cái lưới B40 đầu kia kìa. Đó, rồi đi xuống đây, bao quát. Đó, theo cái con đường này chạy thẳng một băng luôn. Nói chung là không có cong quẹo đâu hết trơn á. Đi thẳng băng một phát xuống dưới kia luôn. Đó, là nó vuông góc cạnh luôn á. Nói chung lô này nó bằng, nó vuông vắn như cái bàn cờ vậy đó anh chị. Đó, bên đây người ta trồng bưởi nè, đây còn có một cái vườn nè, nó trồng bưởi nè. Điện thì điện kéo từ ngoài kia vô, cột điện lớn nằm ngoài kia nha anh chị ha. Đi ra xíu kia là cột điện lớn. Thì bây giờ á, từ cái vị trí cái lô đất này nè, đi thẳng ra kia, ngay chỗ cái bụi chuối đằng kia, chúng ta rẽ trái một cái là đi thẳng ra ngoài đường nhựa tên là đường Sông Nhạn đi Dầu Giây. Đó, đường Sông Nhạn đi Dầu Giây anh chị ha, này gần ngay chỗ ấp Suối Râm luôn. Nói chung rất là anh chị mình cũng rất là dễ hình dung thôi. Bây giờ mình lên Google Maps á, mình gõ là ấp Suối Râm, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai thì nó sẽ ra thôi. Nó ra vị trí này những cái bản đồ Google Maps cho mình để mình biết được đây nó là vị trí ở đây, nó sẽ nằm định hình được nó nằm ở khu vực nào chẳng hạn như vậy. Đó thì tới đây là nó hết ranh giới nè anh chị nè. Từ cái vị trí đây, đây là cái lô gốc là ngay đầu đất của mình nha. Đây mà đi thẳng ra kia kìa. Đi xuống dưới kia, cuối cái hàng rào lưới chỗ cây cao đó đó, chúng ta rẽ trái là đi thẳng ra đường luôn, ra đường nhựa luôn. Đó là đường nhựa Sông Nhạn đi khu nghiệp Dầu Giây á, hay cái gọi là tên đường là Sông Nhạn Dầu Giây. À, nó có cái tên đường luôn. Thì đây thì là cái góc của cái lô đất mình này, băng thẳng xuống dưới kia. Ở đây tự nhiên có trồng sen một cái cây bơ vô nè. Một cái hàng bơ ngay bìa nè anh chị nè, thấy không? Đó, cái hàng bơ 1 2 3 4 5 cây. Nói chung là ngoài bìa đây trồng một hàng bơ. Rất là đẹp luôn. Thì ở trong đây là sầu riêng. Ôi, đường này phải nói là đường này họ chừa ra hay sao á mà nó to vậy, chứ thường đường nông thôn thì thường là 3 mét thôi. Đây là sầu riêng nè anh chị nè. Đó, đẹp chưa? Thường em để ý á, là những cái đường mà nông thôn ở trong đây á, là họ làm nó không có bự như vậy đâu. Họ làm khoảng cỡ chừng 2 mét mấy 3 mét gì đó rồi đổ bê tông. Nhưng mà ở này họ chừa ra thêm hay sao mà thấy to. Rộng ghê thiệt nè, đường rất là rộng luôn, từ qua đây chắc khoảng 4 mét, hơn 4 mét á. Rồi, em xin chỉ một lần nữa. Rồi đi thẳng xuống đó, rẽ trái là ra ngoài đường nhựa lớn Sông Nhạn đi Dầu Giây, và trước kia xa kia kìa là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây đó, cao tốc nằm ngay đằng kia kìa. Đó, anh chị mình thấy có cái nhà trắng kia kìa. Đó, cái nhà trắng đó là khu công nghiệp Dầu Giây đó anh chị. Đó, từ đây cũng khu công nghiệp Dầu Giây cũng rất là gần luôn. đó, và đường cao tốc nó cũng chạy ngang khúc đó luôn. Thì hiện tại thì Xuân Quế thì với sông Nhạn đang có cái quy hoạch lên công nghiệp, khu công nghiệp lớn nhất tỉnh Đồng Nai. Thì đây là đất ven bìa khu công nghiệp, cho nên đó là bây giờ ở khu này hiện tại đang rất là hút khách nha quý anh chị ha. Đất Cẩm Mỹ, đất Xuân Quế này đang rất là, sông Nhạn rất là hút khách. Anh chị nào mình quan tâm đến cái mảnh vườn này thì liên hệ cho em qua số điện thoại là 0935 605 866. Xin cảm ơn quý anh chị khách hàng cũng như là quý nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi video này. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong một video mới tiếp theo. Thì bây giờ em sẽ tiếp tục chia sẻ cái vị trí của lô đất ở trên cái Google Maps cho anh chị mình có xe nha. Đây, đây là vị trí của lô đất, nó nằm ngay chỗ này nè. Đó, ngay chỗ cái nông trại gì đây nè. Đó. Nằm ngay gần cao tốc luôn, Dầu Giây. Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây. Rồi từ đây mình đi ra ngoài ngay chỗ ngã tư Dầu Giây là khoảng 10 km. Đó, thì từ đây mà đi ra ngoài Hương Lộ 10 nè. Bên sân bay Long Thành nằm đây. Thì nó khoảng 15 đến 20 km. Nó nằm trên cái tuyến đường nhựa nè. Rồi đây Xuân Quế là Ủy ban xã Xuân Quế chạy ra đây. Nó đi ra hướng này đây. Đó, đây là đường nhựa. Đường này nó mới làm rất là to, nhưng mà do đây nó chưa cập nhật trên bản đồ nên nhìn nó vẫn còn hơi nhỏ. Đó, đây được nhựa đây, đi thẳng dưới đây là tới lô đất của mình. Đó, cơ bản thì là nó là như vậy thôi. Đó, vị trí lô đất nó nằm đây anh chị có thể tự hình dung ra ha. Đây ra quốc lộ 1A nè, về thành phố Hồ Chí Minh nè. Này, thành phố Biên Hòa nè. Đây đất nằm đây, về thành phố Hồ Chí Minh nằm đây. Đi cao tốc về thành phố Hồ Chí Minh. Đó, đây là vị trí của lô đất trên bản đồ vệ tinh ở Google Maps anh vị ha. Rồi, em xin kết thúc video tại đây.